sứ dưỡng sinh, món quà cho sức khỏe. Hướng dẫn sử dụng. Nguyên lý hoạt động của dụng cụ nấu bằng sứ dưỡng sinh. Trong thời gian đầu, nồi sẽ hấp thu nhiệt và tích nhiệt toàn bộ thân nồi để chuẩn bị cho quá trình phát ra bước sóng hồng ngoại. Khi nồi tích đủ nhiệt, sẽ bắt đầu phát ra tia hồng ngoại để làm chín sâu, chín đều thực phẩm từ bên trong. Các lợi ích sử dụng. Nồi dưỡng sinh Minh Long làm chín thực phẩm bằng tia hồng ngoại, nên thời gian nấu nhanh hơn nồi bình thường, thực phẩm giữ được nhiều dưỡng chất, tốt cho sức khỏe. Lưu ý sử dụng. Nhiệt độ chế biến ban đầu nên chỉnh ở mức khoảng 3/4 độ lửa của bếp để nồi hấp thu nhiệt một cách tốt nhất. Khi sản phẩm đủ nóng hoặc thấy bốc hơi nước mạnh xung quanh nắp nồi, chỉnh nhiệt độ về mức vừa phải hoặc thấp, đảm bảo lửa phủ đều mặt đáy nồi để tiết kiệm nhiên liệu mà món ăn vẫn chín tốt. Sản phẩm sứ dưỡng sinh giữ độ nóng lâu, nếu chưa ăn ngay, tắt bếp trước khi thức ăn chín vài phút. Độ sốc nhiệt từ 0 độ C đến 800 độ C, bền chắc và tiện lợi khi chuyển từ tủ lạnh ra lò vi sóng hoặc bắt trực tiếp lên nấu. Các nguồn nhiệt và thiết bị nhà bếp. Khi chế biến các món luộc hấp không cần nước, nên nấu trên bếp ga để thức ăn ngon hơn và chín đều, chín sâu. Đối với bếp hồng ngoại, kiểm tra diện tích tỏa nhiệt của bếp phải bằng hoặc lớn hơn diện tích đáy của sản phẩm. Khi chế biến các món luộc hấp không cần nước, diện tích lửa phải phủ hết đáy nồi, tránh lửa tập trung ở một vùng nhỏ có thể làm giảm tuổi thọ của sản phẩm. Hướng dẫn bảo quản. Làm sạch sản phẩm bằng các miếng chùi rửa với dung dịch tẩy rửa thông thường. Khi sản phẩm có mảng cháy ở đáy nồi sau khi nấu nướng, chỉ cần ngâm qua đêm và sử dụng dụng cụ chà rửa để làm sạch. Có thể cho nước vào nồi, nấu sôi nước, dùng dụng cụ bằng gỗ cạo sạch mảng bám và tẩy rửa sạch như thông thường. Cẩn thận hơn, bạn nên lau khô sản phẩm sau khi rửa. Hạn chế và đập thường xuyên trong lúc sử dụng để giữ độ bền sản phẩm cao nhất. Sản phẩm có thể bị bể vỡ nếu bị rơi rớt hoặc va đập mạnh. Nồi sứ dưỡng sinh Minh Long Healthy Cook. Nồi sứ dưỡng sinh đầu tiên trên thế giới giúp nâng cao sức khỏe người sử dụng. Sứ dưỡng sinh, món quà cho sức khỏe.